Kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Xin mời quý bà con và các bạn đến với bản tin được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay của chúng tôi. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn hãy ủng hộ kênh một like, một đăng ký. Chúc quý bà con và các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Tại An Giang, nếp Long An tươi, nếp An Giang tươi OM5451 và OM18 đã có điều chỉnh trái chiều nhau. Nếp An Giang tươi từ 5.500 đến 5.850 đồng ký, giảm 50 đồng ký. Giá lúa nếp tươi Long An còn 5.200 đến 5.500 đồng một ký, giảm 300 đồng một ký. OM18 5.700 đến 6.000 đồng một ký, giảm 200 đồng một ký. Giá lúa OM5451 mức 5.600 đến 5.800 đồng một ký, điều chỉnh tăng 100 đồng một ký. Đài Thơm 8 5.800 đến 6.000 đồng một ký. Lúa Nhật 8.150 đến 8.500 đồng một ký. Lúa OM380 5.500 đến 5.600 đồng một ký. IR50404 khô 6.000 đồng một ký, nàng nhen khô 11.500 đến 12.000 đồng một ký, nàng hoa chín 5.800 đến 6.000 đồng một ký. Giá gạo nguyên liệu IR504 8.000 đồng một ký, gạo thành phẩm IR504 8.800 đồng một ký, tấm IR504 8.300 đến 8.400 đồng một ký, cám khô 8.500 đồng một ký. Tại chợ lẻ, giá gạo tiếp tục đi ngang, hiện gạo thơm Jasmine 15.000 đến 16.000 đồng một ký, gạo sóc thường 14.000 đồng một ký, nếp ruột 14 đến 15.000 đồng một ký, gạo thường 11.000 đến 12.000 đồng một ký, gạo nàng nhen 20.000 đồng một ký, gạo thơm Thái dài 18 đến 19.000 đồng một ký, gạo hương lài 19.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng một ký, nàng hoa 17.500 đồng một ký, sóc Thái 18.000 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký, gạo Nhật 20.000 đồng một ký, cám từ 7.000 đến 8.000 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin giá cả thị trường về giá lúa gạo của ngày hôm nay. Quý bà con và các bạn thấy kênh hay, ý nghĩa thì đừng quên để lại bình luận của mình bên dưới video, cũng như đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn trong những bản tin kế tiếp.